Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả mọi người ngày buổi sáng ha. Và hơn một tháng nay thời gian nó trôi nó thật sự là nhanh đấy các bạn. Tức là cách đây hơn một tháng thì tôi nói là ok, mỗi ngày tôi sẽ chia sẻ một cái câu nói hay trong cái cuốn sách này nè. À, cuốn sách này có 8.789 câu nói, nó hay và nó không câu nào giống câu nào hết. Đó. Thì tôi làm cái phương pháp này từ năm 2009 tới bây giờ là 15 năm đó các bạn. À, bởi vì là buổi sáng cách tốt nhất để mình tạo cho một cái ngày tốt là bằng cách mình bắt đầu cái ngày đó nó thật tốt. À, đó là cái nguyên tắc của tôi. Cho nên là buổi sáng thì mình trước khi mình làm cái gì mình đọc một cái câu nói nó hay, nó bắt mình phải suy nghĩ. À, nó bắt mình phải suy nghĩ. Rồi sau đó mình sẽ gắn kết những cái câu chuyện của cái hành trình của đời mình, cái kinh nghiệm của mình vào cái câu nói đó, xem ai có cái gì nó hay ho mà mình nên nhớ lại, mình nên quên đi, mình nên nghĩ đến hay không, mình dạy như vậy. Cái thứ hai thì cái câu nói như vậy vô tình nó sẽ trở thành là kim chỉ nam của tôi trong cái ngày vậy các bạn. Bởi vì trong một ngày của chúng ta có rất nhiều thứ nó xảy ra mà nó nằm ngoài những cái gì mà chúng ta có kế hoạch, đúng không? Mà có việc gì đó nó xảy đến từ đồng nghiệp, từ khách hàng, từ cái người đường đi, ai biết được. Nó dễ làm chúng ta bị tụt cảm xúc, bị khó chịu, bị sợ hãi, bị bực bội, bị cái gì đó. Ok. Cho nên là trong những cái trường hợp như vậy thì câu nói đó trở thành cái kim chỉ nam như thế nào? À, ví dụ tôi gặp cái trường hợp như vậy thì tôi sẽ nghĩ là ok, trong cái trường hợp như vậy tôi áp dụng câu nói đó ra làm sao? À, để mình tách biệt mình ra khỏi cái tình huống đang xảy ra. Và khi mình quay lại thì thứ nhất mình đã nguội rồi, cái đầu của mình nó cũng nhẹ nhàng hơn. Thứ hai mình suy nghĩ nó cũng đã thấu đáo hơn. À, thay vì mình phản ứng một cách thái quá không cần thiết, đúng không? Đó, cái phương pháp như vậy nó áp dụng từ 2009 tới giờ và với tôi cực kỳ thích nó, ngày nào cũng làm. Và không nghĩ là mới chia sẻ, mới bắt đầu cái hành trình chia sẻ đó bây giờ đã hơn hơn một tháng rồi, nó nhanh ghê như vậy đó các bạn. Ok, tôi sẽ đọc một câu để chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm cho ngày hôm nay nha. Đoán được câu gì không? Alrighty. Câu này cực kỳ hay này. Patience kills everything. Patience kills everything. Nghĩa là cái sự kiên nhẫn của các bạn ấy, nó sẽ là cái liều thuốc để chữa lành tất cả mọi thứ. À, có vui gì, có buồn gì thì theo thời gian ấy, cái sự kiên nhẫn, cái sự nhẫn nại của bạn rồi nó cũng sẽ cho cái chuyện đó nó trôi đi, nó qua đi. À, và khi bạn làm bất kể một cái gì đó với một cái tâm thế là bạn kiên nhẫn, kiên trì, là patient, là kiên nhẫn đó. Đó. Dần dần cái vũ trụ này các bạn, nó cũng sẽ có những người nó xuất hiện, có những cái nguồn lực nó xuất hiện, có những cái thời điểm nó sẽ xuất hiện để giúp cho bạn đạt được cái việc của bạn đặt ra mong muốn. Cái quan trọng là bạn có kiên nhẫn đủ hay không, có patience đủ hay không. Đó. Có nhiều người á, ví dụ như là người ta nói là đào tới cái chỗ này thì qua bên này nó sẽ có nước. Nè, ví dụ như đào xuống như vậy đúng không? Đào tới đó thì sẽ có nước. Tuy nhiên có nhiều người đào từ trên cao, đào đào đào, kiên nhẫn kiên nhẫn kiên nhẫn kiên nhẫn tới đây mệt mỏi quá, cực khổ quá, khó khăn quá, chán chường quá, à, từ bỏ không đào nữa. À, trong khi chỉ còn có một chút chút nữa thôi, à, chỉ còn một chút chút nữa là sẽ đạt được cái mà mình muốn, cái mà mình đang đeo đuổi. Tại sao có chút chút đó là cái thứ mà người ta từ bỏ và người ta không nhìn thấy được cái hoa thơm, trái ngọt, cái nỗ lực mà họ đã bỏ ra, cái mong chờ đó nó không đến được bởi vì cái việc là từ bỏ. Cho nên patience là cái sự kiên nhẫn, nó rất là quan trọng. Nó giúp cho bạn ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, nó kiên định với lại cái quyết định của mình, kiên định với cái hành trình của mình, kiên định với cái gì mình đã đặt ra. À, có thể trên cái hành trình đó người khác sẽ không hiểu. À, có thể trên cái hành trình đó những người yêu thương của bạn, người thân thương của bạn sẽ cản bạn, sẽ bàn lui bàn ra thế này thế kia. And it's okay. Miễn là bạn có cái niềm tin. À, hãy tiếp tục patient, hãy tiếp tục kiên nhẫn. Bởi vì cái hành trình đó có một cái gì đó nó trao cho bạn đó. Cái hành trình đó maybe chỉ có thể một mình bạn hiểu. Rồi theo thời gian mà cứ tiếp tục làm, tiếp tục làm, tiếp tục làm thì sẽ có dần dần ai đó sẽ bắt đầu đồng cảm, hiểu
và sẽ hỗ trợ bạn, sẽ ủng hộ bạn. Cho nên là tôi chúc bạn tiếp tục kiên nhẫn trên cái hành trình của các bạn. Tôi chúc bạn tìm được cái năng lượng, cái sức mạnh để cái sự kiên nhẫn đó nó được ở lại cùng bạn lâu hơn một chút nữa. Vậy nha, tạm biệt.